Vâng, trước mắt các bạn là một tác phẩm du. Thì đây là một cây du cổ, phải nói là rất là lâu đời rồi. Cây này có khi lên đến hàng trăm năm tuổi rồi. Rất là đẹp, một tác phẩm du cổ. Thì tác phẩm này là dáng tam đa quần thụ của anh Nguyễn Anh Chiến ở Hà Nội. Vâng, thì bây giờ mình sẽ quay chi tiết cho các bạn. Đây, các bạn nhìn cái gốc của nó này. Đấy, nhìn cái bộ gốc của nó là các bạn biết được là rất là cổ đúng không? Hốc hác này. Đây. Cây này chắc là giá thành khá là nhiều tiền. Đây các bạn nhìn này, cái gốc của nó này. Đấy, hốc hác này. Và rất tự nhiên nhá. Đây không phải là do đục đẽo gì đâu. Đấy. Không hề đục đẽo. Đây, các bạn thấy này, không hề đục đẽo. Đây, đấy cái thân của nó nhá. Đây, tôi quay đứng xa ra, tôi quay tổng thể lại cho các bạn nhìn này. À, đấy, một tác phẩm du tự nhiên rất đẹp, đúng không? Tuyệt vời. Rồi, đây, tôi chuyển sang cánh bên trái này. Đây, các bạn thấy chưa? Đấy. Đây, thì các bạn nhìn này. Những cái hốc hác của cái thân của nó này. Đấy, đẹp, rất tự nhiên luôn. Thấy không? À. Rồi, đây. Đó, khá tuyệt vời. Đấy. Này. Các bạn nhìn cái gốc hốc của nó đây. Rất là tự nhiên nhá. Không có tác dụng đục đẽo gì vào trong này. Không có một tác động nào đục hay là đẽo gì, rất tự nhiên. Đấy. Kìa, những cái hốc kia kìa. Đấy. Rất đẹp đúng không nào? Tuyệt vời.